nay chị đẹp Nói chung nè. đây là lúc trước mấy cái clip trước rồi cũng không biết là sẽ lên như vậy, thì chị không lại chị thấy mình thiếu tôn trọng khán giả quá, cho nên là mình cũng cũng hối hận. Bây giờ mình chị đâu có phải bày hay đâu, chị cái gì mà có chuẩn bị trước thì chị phải cho tươm tất, chứ mình không có Đúng đúng coi rồi. thường. Có nhiều cô chú còn thắc mắc tên của chị vì kỳ trước em cũng hỏi chưa đến nơi đến chốn đó. Vậy hả? Chị Nguyễn Thị Kim Loan. Chị Loan ha. Chị Loan. Thưa chị là thế này, về cái câu chuyện của chị đó thì hai lần trước em đăng thì thật sự là nó cũng cũng chưa có hiệu quả nhiều, bởi vì nó có những cái lý do sau. Thứ nhất á, là lúc đó em chỉ là truyền tải về cái việc mà thứ nhất là cuộc gọi, thứ hai sau đó thì cũng có hình ảnh, nhưng mà mang tính chất là hồi đó mình cũng chưa có cái sự chuẩn bị cho nó chu đáo đó chị. Nên là em hy vọng á, lần này thì mình có sự chủ động hơn cả đôi bên, chị cũng có sự chủ động và em cũng có sự chủ động, nên là em nghĩ là có thể nó hy vọng nó sẽ hiệu quả hơn Đúng đó. Thì rồi, nói chung ra chị coi kinh tướng vĩ ngày nào cũng coi hết á, nhưng mà chị thiếu sót cái chỗ là như vậy nè, chị rất là muốn tìm con nhưng mà vấn đề là thấy không có được cái giao thưởng đó, cho nên là chị cái đó là cũng là một cái điều thiếu sót của chị cũng xin lỗi. Thì hôm nay chị cần tìm con thì chị sẽ trao thưởng 1.000 USD cho những thông tải được thông tin này, thì thứ nhất là cảm ơn, thứ hai là chị sẽ trao cái phần thưởng đó cho cái người tìm giùm cho chị. Thì Là em thấy được. em thấy cũng tốt chị, bởi vì như những cái chương trình trước đó em cũng có nói là em trước đó thì em cũng hơi e ngại một chút về cái quan điểm này, nhưng mà sau đó thì em thấy nó rõ rệt, nó cái sự hiệu quả nó rõ rệt đó, cho nên là em thấy mình nên áp dụng. Và ngược Đúng rồi, lại đó thì chính xác. Cái thời buổi này khó khăn mà, có đôi khi người ta cũng biết đó nhưng mà không có cái sự bù trừ, ví dụ như người ta bỏ ngày công người ta thì cũng, nhưng mà thời buổi này là phải như vậy đó. Cái đó là thiếu sót của chị đó, cho nên hôm nay chị muốn xin tướng bỉ lên cơ câu thứ nhất là chị treo cái chào giải thưởng, thứ hai nữa là cái clip trước là chị cũng nói hơi nhiều. Nói hơi nhiều chị cho các chị em. Thì vậy thì nay vậy chị, cái clip trước á thì cũng có người coi người không, vì lẽ đó mà hôm nay thì chị bày tỏ tóm tắt lại cái nội dung, những gì mà chị cần nói thì chị kể lại cho cô chú anh chị nghe, rồi nếu có ai biết thì sẽ giúp đỡ chị Đúng rồi, coi như là như vậy đi, là chị á thì chị mấy năm mà bị dịch đó, chị nằm ở nhà thì chị có theo dõi với chị Phương Hằng á, chị cái này chị cứ kêu nghệ sĩ là chị nói đó, thì chị kêu đến Lý Nhã Kỳ, mà thật sự là hồi nào giờ chị cũng ít có xem tivi tại vì đi buôn bán không mà, thành thử là không có thời gian. Chị có thời gian mà dịch như vậy đó, chị mới nằm ở nhà chị mới tìm hiểu, cũng mới học về cái YouTube mới lại này kia thằng con nó chị thôi chứ chị cũng không biết đó, cho nên mới nói là ủa sao mà cái bà này sao tối ngày kêu người sĩ ra nói hoài mà sao hôm nay lại nói tới là Lý Nhã Kỳ đó. Chị mới hỏi con chị chứ, ủa Lý Nhã Kỳ này đâu có thấy làm hài làm kịch gì đâu mà tự nhiên bà lại nói nữa. Thì con trai chị nó mới nói là chỗ má biết cái chị này hả, chị là hả giàu nhất nhì showbiz, biết nó thì giàu nhất nhì cũng kệ người ta chứ, mắc gì nó mắc gì bả đời bả lôi bả la người ta. Cái chị mới nói, chị mới tìm hiểu, cái chị mới nói đầu tàu rồi coi càng trang cá nhân thì cái Lý Nhã Kỳ này làm cái ngành nghề gì mà lại lôi người ta ra nói. Thì lúc đó chị mới phát hiện ra, chị phát hiện ra là tên như vậy, trang cá nhân đó là tên, là nói chung ra tên thì giống tên nhưng mà giống cái hoàn cảnh, thứ nhất. Thứ hai nữa đó là Lý Nhã Kỳ rất là có tâm từ thiện đó, nó thì nó cũng nó tương tự với cái tâm của chị cũng vậy, nó suốt ngày đó chị có là đó, giờ chị rau trồng rau trồng củ đây chứ mẹ con đâu có ăn bao nhiêu đâu, nhưng mà hễ có mọc trái nhiều thì chị cũng phải cắt đi, chị cho từ thiện hết chứ cũng chẳng bán mua gì đó, ý của chị như vậy. Chị thấy là Lý Nhã Kỳ rất là có tâm rồi rồi từ thiện, xong rồi đến những cái chỗ mà trẻ em cơ nhỡ đó, đó là đến đó từ thiện mấy em đó. Thì Lý Nhã Kỳ có nói một câu như vậy cho nên chị rất là nghi,
chị nói là tuổi thơ, Lý Nhã Kỳ nói là tuổi thơ của Kỳ thì nó cũng tương tự như vậy, cho nên là rất là thương mấy em bé cơ nhỡ. Đây, từ chỗ đó chị mới đi tìm hiểu, chị đi tìm hiểu là hỏi con, hỏi cháu, hỏi những tất cả bạn bè là giờ tôi hỏi mấy bà này có phải Lý Nhã, tại vì mấy bà thì có thời gian rảnh anh chị, tại mấy bà không phải là người buôn bán, mấy bà ở nhà nó chứ tôi thấy bé Lý Nhã Kỳ thì sao mà nó giống con tôi quá à, từ cái tánh tình nơi tăng cấp với tới cả dáng người và khuôn mặt đó, nên chứ tôi giờ tôi muốn tìm hiểu đó có phải là con nuôi hay là con ruột, thì tất cả ai cũng nói đều nói là con nuôi hết, thì đó là một cái niềm hy vọng thì rất là sâu sắc Vậy có ha. ở ăn nói. Chị mấy hôm á chị mới đi ra ra chị muốn tóc á, chị trang điểm á thì trang điểm mà đi đám á thì có con bé nó cũng chẳng chẳng tuổi cỡ đó đó, nó nói chứ trời đấy nhà Kỳ là con nuôi lâu rồi mà sao cô không biết, trời cô có xem tivi rồi cô biết á, thành thử ra cô như vậy chị hy vọng rất là nhiều đó, thì điện thoại hôm nay đó là đăng lên chương trình Tuấn Vĩ với này cộng đồng mạng á, có chị em á mà có thương Lý Nhã Kỳ hoặc là thương vì hoàn cảnh một người mẹ mẹ này Nói chung là câu chuyện của chị đó, trước đây em nghe em cũng cũng rất là thương cảm, bởi vì cái việc nó xảy ra thì cũng ngoài ý muốn của chị, và tất cả thì cũng do cái thời đại nữa chị, cái thời thế của cái lúc đó, cái thời đại đó nữa, nó khó khăn thì nó trong cuộc sống nó lực bất tòng tâm, đôi khi mình muốn nhưng mà nó không có được như cái ý của mình. Chứ cha đúng mẹ nào mà cũng thương con, chứ cha mẹ nào đâu bỏ con, nhưng mà do cái thời thế lúc đó nó khó khăn quá. Bên cạnh đó nữa thì nghe chị kể về người chồng của chị á, thì đúng thật sự là chú cũng 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 khá là vô tâm trong cái chuyện này. đúng rồi là cũng bị thời đó là đi coi đôi khi chị em á, thì thời buổi này thì gia đình á, thì chỉ sanh một đứa với hai là nhiều lắm là chỉ ba đứa, cũng đôi khi người ta cũng nghĩ để bảo là sao nghèo mà đẻ nhiều, mà thật sự đôi thời đó là không có biết là tránh thai cái gì, không biết làm một cái gì, hơn nữa người ta là người chủ động, người ta không đồng ý thì mình tránh thai thì làm sao mình tránh đây đó. Là nó cũng chị em cũng thông cảm cho tôi. Thưa chị, là trong cái việc này đó thì em là người kết nối, nên là em sẽ truyền tải những gì mà chị mong muốn đến cho cộng đồng. Chứ thật sự là cái chuyện của cô Lý Nhã Kỳ là cũng có nhiều người nói em á, nói sao mà Tuấn Vĩ gan quá vậy, Tuấn Vĩ nói ủa gan sao vậy, nói Lý Nhã Kỳ là một người mà gọi là giống như thét ra lửa, một người giống như thét ra lửa, quyền thế quyền lực có, mà Tuấn Vĩ nói vậy, Tuấn Vĩ truyền tải những cái điều đó rồi lỡ rồi có xúc phạm cái danh dự của người ta thì người ta khiển trách này kia làm sao. Nhưng mà quan điểm của em á thì là em không có nghĩ vậy, bởi vì ví dụ như vậy này, bây giờ chị mà bôi nhọ cái danh dự của người ta, nói rằng người ta là cái người xấu hay là làm những cái điều xấu đó, thì mà em truyền tải đó thì mới là cái việc mà nó không nên. Còn cái việc mà chị nói lên nguyện vọng của mình thì em nghĩ là em không có làm gì sai hết á, Đúng thì rồi, em không có e ngại cái chuyện đó. Chứ còn còn bây là đây là một hoài nghi thôi, nếu trường hợp mà Lý Nhã Kỳ đúng cái trường hợp đó thì Lý Nhã Kỳ hãy lên tiếng, còn nếu không đúng thì nói cô ơi con là cha sinh mẹ đẻ thì mình lại đi tìm con đường khác đó, là mình chỉ là nếu mà Lý Nhã Kỳ mà nghe được cái tin này thì chỉ cứ lên tiếng là nói con không phải là con nuôi thì là được rồi, là cô chị ở đây cũng yên tâm mà tất cả cộng đồng mạng cũng yên tâm. Chị cũng nghĩ như vậy đó, cũng nghĩ là mấy bà bạn nó chỗ sao bà gan vậy, sao bà đụng tới nhỏ này nó giàu mà, cái nó ủa giàu thì tôi biết là giàu nổi tiếng, tôi biết nổi tiếng nhưng mà tôi cái nguyện vọng của tôi là tôi đi tìm con phải thì mẹ con nhìn nhau, còn không phải thì tôi cũng có nói một lời xin lỗi với Lý Nhã Kỳ chứ đúng không, Nhưng mà trong việc này thì em nghĩ là nếu mình nói xấu người ta thì đúng rồi. mới là cái điều mà mình không tốt, của mình không nên. Còn cái chuyện mà chị hoài nghi và chị nói theo cái cảm nhận của chị thì cái điều đó cũng không phải là xúc phạm người ta, cái chuyện đó là mình đâu có bôi nhọ gì người ta, nên là Đúng theo em theo em nghĩ là không có gì. không? Nếu mà đúng sự thật đó thì Lý Nha Kỳ lên tiếng, còn nếu không đúng thì cũng lên tiếng là Tuấn Vĩ ơi em không có phải vậy, em là cha sinh mẹ đẻ của em này cái nọ, thì mình đem
xong rồi mình không có băn khoăn gì nữa. Bên cạnh đó đó chị, thì em không giấu gì chị là trong thời gian qua thì có một người con của chị là có nhắn cho em là kêu em là đừng có tiếp tay cho mẹ, bởi vì là chị đó nói với em rằng là mẹ em thương nhớ thì nói vậy thôi chứ chị của em đã chết rồi, đã mất rồi. Đó thì em cũng không hiểu đâu là sự thật, nên là nếu mà chị xác định rằng là con của chị chưa có mất thì có thể chị kể lại cho cô chú anh chị nghe về cái câu chuyện này để cô chú anh chị xác định rằng là xem nó đã thực sự là nó mất hay chưa. Đúng rồi, thì nó là như vậy. Thì cái năm đó thì tôi còn giận bố nó, thì tôi còn ở bên ngoại á, thì nó bị bệnh, nó bị ban khỉ, nó bị ban khỉ, nhưng mà mỗi lần nó cơn ho của nó từ 5 phút đến 10 phút nó mới dứt đó. Thì tôi có con nít mà mới có 2 tuổi mà ho như vậy thì làm sao chịu nổi, thì tôi mới giận ổng, thì tôi bế nó về bên mẹ tôi đó, bế nó về bên mẹ tôi đó, thì ổng lại vào cũng uy hiếp mình, nó bắt mình là phải bế con về, nhưng mà tôi nói thôi tôi sống ăn không có được đó. Thì bây giờ hả, anh về bên anh sống đi, còn tôi ở cha mẹ tôi. Ổng uy hiếp tôi là ổng mới dặn ổng bế con bé nó về, thì bé bé nó về thì không có làm gì ra tiền, làm sao mà lo thuốc cho con đó. Cái là thời gian đâu chừng nửa tháng là ông bế nó lên bệnh viện Nhi Đồng. Ổng mới là con bé lớn đó. Con bé mà nó sinh năm 77, hai cha con đi, thì đến bệnh viện đó thì ổng biểu con bé lớn đó thì con đứng ngoài cổng đi, ba bế em vô ba khám bệnh cho em đó. Thì ông mới để từ hồi tiếng đồng hồ sau thì ông chạy ra thì ông bảo thôi đi về đi, em chết rồi Rồi. đó. Nó có chuyện vô lý như vậy. Thì chị cũng lúc mà giận giận ông rồi đi về thì ông nói là mới đầu thì ông nói là ông gửi người ta nuôi, cái về sau thời gian đâu đừng vài tháng cái ông biểu nó chết rồi, anh để trên bệnh viện á, bệnh viện nói là nó chết rồi. Nó có chuyện nó vô lý không? Đó rồi tôi nói chung ra nói thì nói phải thông cảm. Thời đó thứ nhất là còn trẻ, mình cũng không có quan trọng gì con lắm. Thứ hai nữa là về cái là lại có bầu với con sinh năm 87 nữa, cho nên là phải lo cơm áo gạo tiền để mà lo ngày sinh của mình nữa đó. Rồi cái là quên quên bẵng nó đi đó. Rồi sau này thời gian này nè, chị mới đầu mới hiện tại là nhớ lại ký ức, chị mới bảo là như vậy là không có thể nào chết được đó. Bây giờ thì ông mất 28 năm rồi thì không ai, không biết hỏi ai hết. Chị mới cái con bé 70 sinh năm 78 nó nói chứ con bé nhà nó chết rồi, tối ngày má cứ lên trên mạng mà kiếm hoài, nó nói sao mày biết nó chết. Nó nói giờ má không biết thì má hỏi chị Nhi, chị Nhi là cái con năm 77 á. Thì tôi mới chiều hôm đó tôi mới chờ nó bán buôn xong, nó bán buôn xong tôi mới hỏi nó, hỏi chứ Nhi ơi bây giờ mày nói trường thuật cái lúc mà mày với bố mày bế bé nhà bệnh viện sao mày nói cho má nghe. Cái nói ổng nói con là hả, con với ổng đi lên bệnh viện cái ổng kêu con đó là đứng ở ngoài cổng đi, rồi ổng vô trong đó chữa bệnh cho em. Cái trình tiếng sau cái ổng chạy ra ổng biểu là thôi đi về đi, em chết rồi. Thế nó vô lý cho nên là tôi chưa biết chắc chắn là chết hay sống đó. Cho nên bây giờ tôi phải hả, giải thoát được vấn đề này rồi tôi mới, trước giờ tôi nhắm mắt tôi mới yên được. Nếu không nhã kỳ thì chị em mình nó là bắt đầu đi tìm tiếp. Nếu ai có hoàn cảnh giống như vậy thì hãy lên tiếng. Tôi giờ tôi chịu chưa còn nữa, ao ước kiếm tiếng nó một đứa con thất lạc, cái chỉ cầu xin nó kêu một tiếng má ơi là tôi yên tâm. Tôi chỉ cần vậy thôi, là má ơi con còn sống nơi đây là tôi yên tâm rồi. Nói chung Không còn thưa cô là theo như con thấy trong thời gian qua con tìm hiểu của những cô chú anh chị đó, những cô chú mà trước đây đã lỡ bỏ con hoặc là này kia đó, thì đa phần lúc còn trẻ đó thì có những cái sai lầm, nhưng mà tuổi càng lớn tuổi chừng nào, càng về già chừng nào thì càng ân hận về những cái điều mình làm và càng đúng thấy thương con bấy nhiêu, càng thấy đúng thương con. Vậy cho nên là người ta hay hay có cái câu là lá rụng về cội, nên vẫn vậy đó chị. Và có nhiều người á, có nhiều người dằn vặt cả cuộc đời của mình luôn vì những cái việc đó. đúng Đúng rồi, không? đúng rồi, ăn vặt dữ lắm, chưa chắc chết mà lắm nhắm mắt được yên nữa. Nó không có nhắm mắt được yên nữa, cho nên là bây giờ mình phải cố làm sao mình tìm được. Không riêng gì Lý Nhã Kỳ, nếu mà không phải thì mình cũng phải đi tìm tiếp thử coi nó cũng ở xung quanh đâu đó thôi, ở trên trái đất thôi, ngoại trừ khi nào nó chết thì mình mới không tìm được.
Chị cho em hỏi là năm đó là năm bao nhiêu chị ha? Năm mấy ha? năm 86, năm mà đem đi bệnh viện bỏ ra năm 86. À, năm 86. Năm Tại vì 86. tôi sinh năm 84 mà. Đó, đang cá nhân của Lý Nhật Kỳ là 82, là chắc có lẽ là ông mới thấy nó ban khỉ, nó già đó, ban khỉ già, cái mặt nó già hàng à, cho nên là nó 82, nhưng mà thật sự nó là 84, nó là con chuột. Tôi là con chuột 80, nó là con chuột 84. Thì năm là tôi 24 tuổi mà. Vậy cái chuyện của Lý Nhã Kỳ thì ngoài cái trùng tên ra thì nó có những cái điều gì mà chị đáng ngờ, đáng nghi? Giống hết cả bản tính mà giống cả tướng đi. Cái bản tính là tối ngày cứ làm có tiền là toàn là đi, cho thấy người này nghèo cái cũng giúp, rồi thấy người kia nghèo cũng giúp, rồi y như như tôi cũng vậy, giờ cũng vậy đó. Ta thấy người ta nghèo thấy thương lắm, và rồi đôi khi trong nhà cũng có ít đỉnh là để dành ăn, nhưng mà cũng không cần ăn, để mình cứ cho người ta, để mai mình lại kiếm khác. Thật Đó ra là thì những thật ra những cái hình mà của con chị, cháu chị này kia mà chị gửi cho em đó thì đúng thật sự là em thấy rất là xinh, rất là xinh, cao ráo xinh. Đó là em nói thiệt. Nhưng mà có một cái đó là giống như kỳ trước con của chị nói đó thì em không có dám đăng mấy cái hình của nó lên. Đôi khi thì cái liên quan đến cái việc mà riêng tư cá nhân của nó đó thì nó bắt em gỡ cái clip đó xuống, thì thật sự mà nói là em đụng chạm đến cái hình ảnh của nó thì buộc em phải gỡ xuống. Nên là em không có đụng tới cái hình của con của chị vì nó không có đồng ý. À, đúng còn rồi. cái mà chị bày tỏ thì em thấy cái tâm tư của chị như vậy thì em sẽ giúp chị thôi. Còn À, em không có đụng gì tới con của chị là được rồi. đúng rồi, giúp cho chị đi. Còn chị nói là nếu trường hợp mà không phải Lý Nha Kỳ thì mình cũng vẫn đi tìm tìm cho được, nó còn sống nhưng mà nó đâu đó trên trái đất này thôi, chứ chứ không phải gì. Nếu mà không không phải mà hoài nghi Nha Kỳ mà không đúng đó, thì mình vẫn đi tìm, Dạ mà mình thì cũng treo, là mình cũng vẫn treo thử như vậy thôi. dạ Mình cũng vẫn treo thưởng như vậy thôi. Tuấn Vĩ không có ngại gì vấn đề mà treo thưởng đó. dạ thì không, em thì không có gì cả, bởi vì ở cái chỗ là em đâu phải là em đặt ra để em lấy cái tiền đó về em đâu, để thu phí đâu, em không có phí nào cả, cho nên là em không có ngại. Còn cái Là việc chị biết mà mà, chị coi chị biết là chị treo thưởng đó là những người nào mà họ họ báo tìm mà tin. thông tin cho mình đó, chứ còn mình không có gì trong đó, vì chỉ làm phúc thôi. Đúng rồi. Làm con thôi, không có việc trong đó. Thấy mấy cái hình của con chị á thì đúng thật sự là em cũng thấy có thấy cũng rất là dễ thương. Nói giống thì em không dám nói đâu, nhưng mà thật sự là rất là dễ thương. Con của chị cao ráo, nó cũng đẹp gái. Hồi còn trẻ nè thì chị cũng vậy đó. Đó là chị gửi cho Tuấn Vĩ cái hình mà năm chị 33 tuổi đó. Đó, năm chị 33 tuổi đó thì nó mi na ná với lại Nhạc Kỳ bây giờ, thì mình dễ hình dung hơn. Là mặt mũi nhăn nheo, mắt sụp hết rồi, nhìn nó không có được giống mấy. Thì lớn rồi thì vậy thôi. Đúng rồi, lớn rồi mà còn được như vậy á. Theo như chị thấy Tuấn Vĩ mà nói chuyện với bao nhiêu cô, bao nhiêu chị, mà cũng đôi khi cũng có chị có 57, 58, mà nếu mà so với chị thì già hơn nhiều. Thế chị mẹ trời, bà này mới 78 tuổi rồi, bà già quá. Nói về cái tuổi thơ của Lý Nhã Kỳ đó thì thật sự là em không có theo dõi, em không có biết. Nhưng mà theo như cái quan sát hiện tại của em á, thì em nghĩ nếu mà gọi là cái thân thế của Lý Nhã Kỳ thì là một tiểu thơ. Còn nếu nếu mà Lý Nhã Kỳ nói gặp những đứa trẻ cơ nhỡ mà nói tuổi thơ của Lý Nhã Kỳ cũng vậy thì cái điều đó em cũng hết sức bất ngờ khi em nghe chị nói. Coi ở trong mà vì sao mà tôi theo đạo Phật đó thì mới nghe. Đúng Vì lẽ đó mà chị nghi ngờ đúng rồi. Với lại tất cả bạn bè mới lại là con cháu đều cũng mà 100% nói là nó là con nuôi. ha. Vậy à. Không có ai nói nó là con ruột hết. Coi như là 10 người là chia mà 10 người nói hết. 10 người cũng nói là chị mới là quyết đoán là đúng đúng nó rồi, chứ không ai hết á. Mà nếu trường hợp mà nó có hận mẹ mà nó không nhận á thì cũng mình cũng phải chấp nhận thôi, chứ nhận sao nha. Dạ, theo em nghĩ thì là mình cũng chưa vội đánh giá cái điều đó, bởi vì ở cái chỗ là
Mình cũng chưa thực sự hiểu về cái thân thế của Lý Dạ Kỳ là có đúng con nuôi hay không, là điều thứ Đúng nhất. Điều thứ hai nữa đó là cái vấn đề mà nói là nghèo mà không nhận hoặc này kia thì theo em nghĩ là không phải. Bởi vì là thế này, đối với Lý Dạ Kỳ bây giờ á, vật chất không phải là cái vấn đề quan trọng nữa. Nó đối với Lý Dạ Kỳ thì bây giờ vật chất thì là đâu có cần nữa. Cần ví dụ như chẳng hạn như nếu thực sự là Lý Dạ Kỳ là một người con nuôi thì chắc là trong lòng cũng mong lắm là muốn biết cha mẹ mình là ai. Em nghĩ nếu mà trong cái gọi là cái điều kiện đầy đủ như vậy thì bây giờ chỉ thiếu là thiếu cha mẹ thôi, chứ còn ngoài ra không thiếu cái gì nữa hết. Chứ đâu phải là nhận cái người mà có điều kiện mà cái người nghèo mà không nhận đâu. Cái đó là suy nghĩ vậy là suy nghĩ hơi tiêu cực. không Và phải, ý chị nói không phải là Lý Nha Kỳ chê chị nghèo mà không nhận, kiểu như Hạnh á, Hạnh còn bé mà bỏ mà không nhận, hạnh chứ không phải là nói là thôi bà này bà nhận tôi và bà nghèo tôi không nhận, không có. không phải. Tâm của Lý Nha Kỳ là không phải như vậy đâu, Đó của là Lý điều Nha thứ Kỳ nhất. chắc Điều chắn thứ là hai có. nữa đó, điều thứ hai nữa gọi là cái hận đó, thì tuổi trẻ thì thường như vậy. Tuổi trẻ thì thường là trước đây mà ba mẹ bỏ mình mà đang sống với một người cha mẹ nuôi, mà bây giờ cha mẹ nuôi nhắc đến cha mẹ ruột là ghét cay ghét đắng, không muốn gặp cha mẹ ruột, đó là tuổi trẻ. Đúng Nhưng mà lớn thì lại khác nha chị, lớn thì lại khác. rồi. Vậy hả? Có nhiều trường hợp khi ba mẹ nuôi còn sống, ba mẹ nuôi tiết lộ thân phận thì không thèm nghe, Đúng giận cha mẹ ruột. Nhưng mà sau khi cha mẹ nuôi qua đời rồi, bắt đầu lần mò đi kiếm cha mẹ ruột thì đã không còn manh mối nữa. Rất là rồi. nhiều trường hợp như vậy. Em Đó. làm trong công việc này em biết mà. Rất là nhiều người tâm sự với em cái điều đó. Nên là lớn tuổi thì suy nghĩ khác, chứ không còn cái chuyện mà hận này kia đâu. Đấy, cũng nghĩ rồi, coi như là đã qua năm 2022 là bà chị cũng 63 tuổi rồi, không biết là sức khỏe của chị có được đón nhận con mình hay không, cho nên là chị mới quyết tâm là hôm nay làm cái chương trình để mà quyết tâm chị phải treo thưởng để mình tiếp cận cho con mình một ngày gần nhất, lỡ mai đây là chưa chắc gì, mà hồi nào giờ chị chưa có bệnh, không có bệnh gì hết trơn á, mà mấy người không bệnh mà đã bệnh một cái là đi luôn đó. Là chị cũng sợ, chị cũng băn khoăn cái điều đó, chị mới nói là thôi bữa nay mình làm clip này mình nói trong cái nỗi lòng của mình đi đó, để cho nếu mà trường hợp đúng Lý Nha Kỳ thì hãy lên tiếng, còn không đúng thì cũng lên tiếng đó, hiểu không, cũng không đúng thì cũng lên tiếng là như vậy như vậy đó. Chứ còn tôi rất là thèm cái tiếng kêu má ơi hoặc là tôi kêu con ơi đó. Trước đây đó chị, khi mà em mới nghe cái câu chuyện này lần đầu tiên đó thì em rất là sốc. Em rất là sốc và rất là giận anh chị là bỏ Đúng đứa con như vậy, em rất là giận. Nhưng mà giờ rồi. em nghe em hiểu được cái câu chuyện rồi thì bây giờ em cũng không muốn nói lên những cái câu khó nghe. Em không muốn nói lên cái câu khó nghe, và cái câu chuyện nó cũng đã diễn ra như vậy rồi, bây giờ mình có nói gì chăng nữa thì nó cũng không có tác dụng gì nữa. Rồi Chứ đi. chứ phải Con là chi. tính biết thông cảm, mà là chị em cộng đồng mạng cũng thông cảm cho cái cuộc sống của tôi ngày xưa quá khổ, quá cơ cực đi, một một mình mà nuôi 7-8 đứa con thì làm sao mà nuôi, trong cái thời bao cấp đó là toàn là ăn cơm khoai lang không, ăn cơm muối xả không mà tướng vĩ. Cái đó nồi cơm mới làm tô muối xả vậy, cái là đứa muỗng muối xả trộn trộn lên là ăn, mà xả mà làm mà sống cứ bằm bằm như vậy, bỏ muối bột ngọt rồi trộn đều lên là rắc cho con ăn, chứ chẳng có đồ ăn gì hết. Nói thiệt, chị nói thiệt. Nghĩ lại thì cũng thấy thương cho cái em bé đó, bé bé Nhàn. Bởi vì những cái đứa mạnh khỏe trong gia đình thì được cha mẹ nuôi cưng chiều. Bên cạnh đó thì là nó đau bệnh này kia như vậy thì lại bị cha mẹ bỏ, vậy thì cũng thấy thấy thương. Thấy thương lắm, bây giờ nghĩ thấy tội lắm. Lắm, không hay không con. Mà nếu mà đặt ra cái trường hợp đó thì theo em nghĩ là chưa chưa mất đâu chị, chưa mất. Bởi vì là nếu mà mất đó thì là phải bệnh viện người ta đâu có để đó, người ta kêu mình đưa về chứ, người ta đâu có. Đúng rồi, chị chưa mất đâu. Tôi nói với Tuấn Vĩ là con gái lớn, tôi nó nói vậy là tôi nói 100% con này chưa có mất. Bởi vì mất mà Chẳng dễ. qua ví dụ như vậy nè, chẳng qua như vậy nè, thí dụ như muốn thông tin cho ông đừng có tới mà ông hỏi nữa, đó là người ta nói câu là nó mất rồi cho ông đừng có quan tâm tới, thôi để là cho người khác luôn cho họ vững tâm.
đúng không? Tại vì họ nghĩ là nếu mà có tình thương thì ai đem đâu nó mà bỏ, cho nên người ta thấy là không cần nữa thì người ta cho người khác thôi. Thì Chị có không cho có nên là trong trường hợp này thì cũng có thể là có những cái trường hợp đó là có một người có điều kiện nào đó, họ thấy thương thì họ đưa về họ cứu mang. Đó, hoặc là có những cái trường hợp mà họ cũng hiếm muộn, hoặc là người ta có điều kiện rồi bác sĩ sẽ thông báo cho cái gia đình đó, cho cái gia đình đó. Bởi vì cũng có một số trường hợp là họ đến họ đặt vấn đề với bác sĩ là nói sau này nếu có ai bỏ như vậy thì kêu tôi, ví dụ chẳng hạn là như vậy. À, đúng Thì rồi, vậy đó. cho nên cũng có thể là gia đình đó đã được thông báo của từ bác sĩ rồi đến đưa cháu nó về nuôi nấng. Cũng có Đúng thể. rồi. Tôi cũng là nghi là vậy đó. Chứ nghi thế đâu. Ok chị, thì nay thì em cũng xin ghi lại cái câu chuyện này là người thực việc thực, bởi vì trước đây thì em chỉ có ghi nhận qua điện thoại rồi đôi khi nó cũng chưa có thiết thực lắm, nhưng mà hôm nay thì chị quyết tâm lên lần nữa để là nói về cái việc này thì em cũng sẵn lòng là ghi nhận cho chị. Đúng rồi, đó vậy đó là tuấn bị giúp dùm cho chị đi, mới lại với lại cộng đồng mạng nếu thương tôi thì cứ mà loan loan tả cái thông tin này cho rộng rãi để cho cháu nó biết để tìm về cội nguồn vậy thôi, chứ còn còn bây giờ thì già rồi cũng chẳng có cầu kỳ gì nhiều nữa đâu, ăn uống có bao nhiêu cầu kỳ. Nhưng mà em nói có một điều này em nói với chị nè, là khi đăng lên đó chắc chắn là cộng đồng họ sẽ có một số người sẽ nặng lời với chị trong cái clip này. Đúng rồi, Cho nên sao á, đâu cho nên chấp là nhận. cho nên chị chuẩn bị cái tinh thần để đón nhận cái điều đó, để rồi đôi khi mình không có bất ngờ khi mà em không có nói trước cái điều này, sợ đôi khi là chị bất ngờ quá rồi chị buồn, nhưng mà mình sẵn sàng Có đón đón nhận cái điều đó đâu, vì không có đâu, chị biết mà, tại vì họ không hiểu hoàn cảnh mình thì họ nói vậy thôi, chứ rồi khi họ hiểu được hoàn cảnh thì có khi mà họ còn thương mình hơn nữa. cái điều đó thì cũng tùy theo cái suy nghĩ của từng người. Cho nên là em cũng không biết nói gì, em chỉ biết là theo cái kinh nghiệm làm việc của em đó thì chắc chắn là chị sẽ bị chỉ trích của cộng đồng, nên là chị chuẩn bị tinh thần mà đón nhận. Yên tâm đi, chị cũng hiểu mà cũng thông minh ở việc đó, mà mình phải chấp nhận chứ, tại cái việc làm sai trái của mình ngày xưa bây giờ mình đã biết mà, mình bây giờ hiện tại giờ rất là hối hận, đang phải mất một đứa rất là hối hận, cho nên phải chấp nhận những câu nói mà người ta nói với mình không được hay lắm, phải chấp nhận. Đương nhiên á, thì trong cái việc này chị không phải là người chủ động bỏ con, mà Đúng không? chị là cái người dù sao cái trách nhiệm cũng là có nghĩa là cái trách nhiệm mình làm mẹ mà mình để cho con mình nó rời khỏi tầm tay của mình không có bảo vệ được con, đó là cái lỗi của chị trước tiên. Còn còn đương nhiên là ông chồng á, là cái người mà trực tiếp là đưa cháu đi đi bỏ như vậy là đó là lỗi của ông chồng, nhưng mà chị cũng không thể nào mà tránh khỏi cái trách nhiệm đó, vì chị là làm mẹ mà chị không bảo vệ được con có nghĩa là chị cũng đã có lỗi rất là lớn trong cái việc này. Đúng rồi đó, đó hồi sinh sanh nhiều lắm, sanh quá trời, sanh 8 lần mà 9 đứa, mà nếu mà tính ra con là tính thứ là nó thứ 7 lần đó, nó thứ 7 lần đó, là đông lắm rồi, cái rồi cứ cơm áo gạo tiền rồi đó, thì cứ lo lo buổi sáng này phải xong rồi đi bán này, lại phải lo ăn buổi tối cứ vậy đó, cho nên là tuổi cũng cũng còn trẻ mà cũng không có suy nghĩ mà nó sâu xa lắm đâu. Ôi mình đang còn lòng còn còn sanh còn đẻ thì mất đứa này thì đẻ đứa khác, hồi xưa là nghĩ như vậy, nhưng mà bây giờ quá sai lệch rồi, quá sai lệch. Đúng rồi. Thì cái dẫn chứng đó là dẫn chứng là hôm nay là chị dám đứng trước dư luận để chị bày tỏ cái điều này, là trước hết là em cũng thấy phần nào trong lòng mình nó nhẹ nhõm hơn. Đúng rồi, Cho đó. dù là bị cho dù bị chỉ trích của cộng đồng thì chị vẫn cam lòng, thì đó là em thấy rằng là phần nào đó nó nhẹ nhõm hơn trong lòng mình Đúng chị rồi, ha.
đi như vậy luôn đó chị. Bây giờ là dù bây giờ thì chú 10 người mà 8 người chị giết chị vẫn chấp nhận. Chị nói thiệt, chị vẫn chấp nhận chứ không đâu, mà mình còn phải là cảm ơn người ta đã chú ý tới cô, lắng nghe cái câu chuyện của mình cảm ơn như vậy. Ok chị, thì em cũng muốn nói chị vậy để chị chuẩn bị tinh thần nha chị nha. Vậy đi ha, nếu mà không, nếu mà Lý Nha Kỳ lên tiếng mà không phải thì chị em mình lại làm clip đi tìm nữa nha. Ok chị, thì trong trường hợp này đó thì có hai cái mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất thì cũng hy vọng là đến tay của Lý Nhã Kỳ để Lý Nhã Kỳ xác nhận rằng là có đúng hay không. Đương nhiên á, là nếu đúng thì chắc chắn em nghĩ là Lý Nhã Kỳ sẽ lên tiếng. Còn nếu không đúng thì có thể là chưa chắc Lý Nhã Kỳ đã rảnh để lên tiếng, nhưng mà ngược lại nó lại có cái mục tiêu thứ hai là nếu ai có cái trường hợp tương tự thì chắc chắn sẽ liên hệ với mình. Ví dụ như có bà mẹ, ông bố bà mẹ nào mà nhận đứa con 584 như vậy đó ở trong bệnh viện Nhi Đồng thì Trong tập họ hả? bệnh viện 86 Bệnh viện 86 hả? không có ở Nhi Đồng nhưng mà cho nó là 586. 86, dạ, xin lỗi, 86. Ừ, 86. Dạ. Tức là ở bệnh viện Nhi Đồng 586, bệnh viện Nhi Đồng ở đường đường 3 tháng 2 cái gì Sư Vạn Hạnh phải không? Đúng rồi, đường 3 tháng 2 đó, chị đường 3 tháng 2 là quẹo vô tay phải Dạ là tới dạ rồi, dạ Sư Vạn Hạnh. đúng rồi, giờ cũng còn đó, giờ cũng Dạ còn dạ. Là 586 chị ha. đúng rồi, năm Rồi tám sáu ok vậy đi, thì nếu có ai có trường hợp tương tự thì có thể là họ nghe được thì họ sẽ liên hệ với mình, để dù sao ít nhất là trong lòng chị cũng giải tỏa được phần nào chị ha. đúng rồi đó. Thì câu chuyện nêu với kết đến đây để kết thúc thì chị cũng chuẩn bị rất nhiều mà cảm ơn cộng đồng mạng rất là nhiều vì thương mà để lan tỏa cái thông tin cho rộng rãi hơn. Ok chị, vậy nha chị nha, chị khỏe nha. Cảm ơn tướng quyền Ok, ca. bye bye. Bye bye chị. Hãy